Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan hô hấp là cửa ngõ của cơ thể nên rất dễ bị mầm bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng tấn công và gây bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng trong điều kiện thời tiết lạnh và ẩm, đặc biệt khi tình hình dịch cúm nCoV đáng báo động như hiện nay thì việc phòng bệnh cho trẻ nhỏ, trong đó có các bệnh lý đường hô hấp là rất quan trọng đây cũng là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Viêm họng cấp Viêm họng cấp có những triệu chứng điển hình như sốt. Đa phần các bé đều chỉ bị sốt nhẹ, nhưng cũng có một số trường hợp bị sốt cao lên đến 39-40 độ C. Khô và đau rắt cổ họng nên trẻ khó chịu hay quấy khóc, biếng ăn và dễ bị nôn chớ khi ăn, ho khan hoặc ho có đờm, chảy nước mũi, Nổi hạch sưng tấy và đau ở góc hàm, những trẻ lớn hơn bị viêm họng cấp có thể có tình trạng đau đầu, ù tai, đau cổ họng khi nuốt. Viêm phế quản. Viêm phế quản là bệnh hay gặp ở trẻ lớn trên 5 tuổi, trẻ thường có các triệu chứng như sốt, ho nhưng không thở nhanh hoặc co rút lồng ngực, nếu được chữa trị sớm bằng thuốc kháng sinh. Những trẻ bị viêm phế quản thường ho khan hoặc ho có chất nhầy có thể trong, vàng hoặc xanh. Tức ngực hoặc đau khi ho hoặc hít thở sâu, sốt, đau nhức cơ thể và ớn lạnh, đau họng và chảy nước mũi hoặc nghẹn mũi, khó thở hoặc thở khó khè, đau đầu, mệt mỏi. Tuy nhiên, để khẳng định trẻ có bị viêm phế quản hay không, các bác sĩ sẽ cho trẻ làm các xét nghiệm máu và chụp X quang. Thường thì bệnh khỏi trong vòng vài ngày, nhưng cũng có khi kéo dài tới 1-2 tuần, nhất là với các cháu chưa biết cách khạc đờm. <laughs> viêm tiểu phế quản Đa phần xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, tần suất cao nhất là 3 tới 6 tháng tuổi. Viêm tiểu phế quản là bệnh viêm nhiễm cấp tính của các phế quản kích thước nhỏ, có đường kính dưới 2 mm hay còn gọi là các tiểu phế quản. Tác nhân gây viêm tiểu phế quản ở trẻ thường là do virus như virus hợp bào hô hấp, VRS chiếm từ 30 tới 50% các trường hợp mắc bệnh, có khả năng lây lan rất mạnh nên bệnh có nguy cơ xảy ra thành dịch và là một trong những nguyên nhân thường xuyên làm trẻ phải nhập viện. Virus cúm cũng gây bệnh cho khoảng 25% số trẻ bị viêm tiểu phế quản. Ngoài ra phải kể đến adenovirus với 10% số mắc. Triệu chứng ban đầu thường thấy nhất khi trẻ mắc viêm tiểu phế quản là tình trạng ho, chảy nước mũi trong, sốt vừa hoặc cao. Sau từ 3 đến 5 ngày thì trẻ ho ngày một nhiều, xuất hiện thở khó, thở rít. Những trường hợp nặng thì tím tái, thậm chí ngừng thở. Khám thấy nhịp thở của trẻ nhanh, sốt vừa, xuất hiện các cơn co kéo hô hấp, lồng ngực bị rút lõm, trẻ thở rên, tiếng thở có thể nghe gian rít, gian ngáy. Thông khí phổi kém. Viêm phổi, viêm phổi ở trẻ em là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp cấp nặng gây tổn thương nhu mô phổi dẫn đến suy hô hấp do rối loạn trao đổi khí, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các bệnh về đường hô hấp. Ở trẻ em, bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên trẻ dưới 2 tuổi hay gặp hơn. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp, vi khuẩn, virus trú ngụ ở mũi họng và được phát tán khi trẻ ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Trẻ sơ sinh có thể bị bệnh do lây qua đường máu ở giai đoạn khi sinh và ngay sau sinh. Nguyên nhân gây viêm phổi là do virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng. Theo đánh giá chung, viêm phổi ở trẻ trên 5 tuổi thường do vi khuẩn, ngược lại dưới 5 tuổi chủ yếu do virus. Phòng bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ Các bậc phụ huynh cần chủ động phòng bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng, dưỡng ấm cơ thể đúng cách, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường sống tốt. Chế độ dinh dưỡng, cha mẹ nên cho trẻ ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bữa ăn của trẻ nên đa dạng, cân bằng giữa bốn nhóm chất gồm bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Không nên cho trẻ ăn đồ lạnh. Giữ ấm cơ thể đúng cách, cơ thể luôn được giữ ấm, đặc biệt là các vị trí như cổ, ngực, bụng, bàn tay, gan bàn chân, đeo khẩu trang khi ra ngoài, ngủ trong phòng kín gió, ấm áp, tắm bằng nước ấm, không cho trẻ nằm lâu trước quạt và máy lạnh. Vệ sinh cá nhân cần thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân của người chăm sóc trẻ và cho trẻ như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cho trẻ vệ sinh răng miệng và xúc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày hạn chế nguồn lây bệnh bằng cách đeo khẩu trang khi đến nơi đông người khi có các biểu hiện của bệnh không nên tự ý mua thuốc về điều trị cho trẻ mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám hướng dẫn chăm sóc và điều trị đúng đắn tránh những biến chứng xấu xảy ra Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với nội dung Hướng dẫn ngăn ngừa coronavirus 2019 lây sang người nhà và cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.